tôi được Đàm Vĩnh Hưng mời 5 tháng về trước. Tôi vui và có thể nói là hãnh diện vì cái dòng nhạc của chúng tôi hơn 50 năm hôm nay lại được trình bày bởi những cái thế hệ trẻ. Và tôi nghĩ là một cái sự đóng góp thêm cho cái dòng nhạc chúng tôi thêm hương sắc. Bởi vì cách chúng tôi hát và cách họ hát chắc chắn nó sẽ hợp với tất cả cái thế hệ sau này. Cái điều đó tôi vui bởi vì nó sẽ, nhạc chúng tôi sẽ lan tỏa sâu hơn, rộng hơn và sẽ được nhắc tới thêm nhiều cái thế hệ nữa. Thì đó là cái điều tôi rất vui và tôi đã nhận lời để về hát với em nó ngày hôm nay. Mà mưa bão tới bơi, một ngày mưa bão không rơi trên đôi vai thanh xuân. Chạm lắm chị ơi. Được phải không? Hay lắm. Cái con số 19 đó là cái con số mà tôi yêu nhất, mà tôi cũng đau buồn nhất. Bởi vì 19 năm hai đứa chúng tôi, Lê Uyên Phương bước vào cuộc đời âm nhạc cách đây hơn 50 năm. Và sau đó cũng 19 đêm, 19 ngày để anh Lê Uyên Phương nhà tôi giã từ cuộc đời. Thì bây giờ nó lại hợp với 19 năm một hành trình âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Cái điều đó một cách nào đó tôi nghĩ là có một cái sự kết nối rất là đẹp. Em thử nha, bây giờ em thử đo nha chị nha. Em xem mọi người ơi, trước cái bài này Hưng sẽ đâu có một cái giọng voice của Hưng để nói về cái quá trình hành trình cái bài này, hình thành bài này và cái sự xuất hiện của chị Lê Uyên á nha. Thử nha. Sài Gòn cuối năm 1970, giới sinh viên cùng những người mộ điệu đã dậy sóng trước sự xuất hiện của một đôi tình nhân đến từ Đà Lạt. Họ có mặt trong một dịp tình cờ quay về Sài Gòn để đón năm mới cùng gia đình và tham gia biểu diễn tại đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Ngay sau đó, họ đã nhận được lời mời biểu diễn suốt 19 đêm liên tiếp, không ngừng nghỉ tại các trường đại học, cà phê, câu lạc bộ của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hành trang họ mang đến Sài Gòn là những bản tình ca rất văn minh, rất lạ, rất nồng nàn yêu đương, rất nội loạn và cũng rất nhiều lối thoát. Một ca sĩ, một guitar cứ thế mà hát, và 19 đêm đó đã khiến họ trở thành cặp đôi huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Lê Uyên Phương. Trong sự nghiệp lẫy lừng của họ có một bản tình ca mà đối với tôi đó là một tác phẩm rất lớn của nhạc Việt. Thành ra chị không biết là cái lúc
tới đâu phải tới đó luôn, lúc đó phải tới đó luôn. Đúng rồi, như vậy là tốt. Không được nghe nhiều nữa nha, nghe phải cảm xúc á. Không nghe nhiều. Em nói thành chút lại, đừng gọi, đừng nghe nữa nha, để cho em đi. Không nghe nữa nha. Em lỡ gọi vai vòi cho mình chị đừng nghe nữa nha. Không nghe đâu. Còn nếu không thì phải nghe nhiều cho nó tấm lòng. Đừng, để cảm xúc vậy cho em.